Chào bạn, hôm nay Đức Phương xin giới thiệu cho bạn một cái mẫu két sắt an toàn của Hòa Phát. Két sắt có model là KA54. Đây là tổng quan bên ngoài của két sắt. Két sắt được cấu tạo là bằng thép và ở giữa có bọc cát. Đây là một dòng két sắt an toàn. Về lớp khóa bảo mật thì két sắt được bảo mật bằng hai lớp, đó là khóa mã xoay cơ, dưới này là tay cầm, còn đây là chìa khóa. Mở két sắt thì các bạn chỉ cần xoay lúm bắt, sau đó mở chìa khóa trong phải, sau đó thì xoay là có thể mở được két sắt dễ dàng. Đây là nội thất của két sắt được chia làm hai ngăn. Ngăn dưới có thể được để được file playback, còn ngăn trên thì có thể để tiền hoặc là các cái đồ cá nhân và có cái chìa khóa riêng. Đây là một chiếc két sắt khóa cơ và nó có mã sẵn cố định và không thay đổi được mã số. Mỗi két là một mã số riêng. K54 thì thường được trang bị cho gia đình và công ty văn phòng. Và nếu bạn muốn mua một chiếc két sắt Hòa Phát giá rẻ chính hãng thì hãy gọi ngay cho chúng tôi để được ưu đãi với cái giá tốt nhất. Xin cảm ơn.